Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc Honda Future màu đỏ 2024 nguyên bản nha. Mình sẽ quay chi tiết màu này và báo giá cho các bạn luôn. Hiện tại thì nó đang có mặt ở trong kho xe của hãng Honda Huỳnh Bạch Tùng, địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đây là kho xe Future và mình sẽ còn một kho xe Future khủng nữa cho các bạn. Quay trở lại với phiên bản này, mình sẽ báo giá luôn cho các bạn ha. Đây, màu đỏ đen phiên bản 2024 cực đẹp. Màu đỏ mới này đẹp quá các bạn ơi. Mình thấy nó đỏ mới này nó khác với đỏ cũ nha, nó tươi hơn chút xíu thôi. Nhưng mà nhìn đỏ nó thẫm đẹp quá các bạn. Rồi, vào ngay cái giá. Với phiên bản cũ mình đang bán là xin lỗi các bạn, 35 triệu 900 ngàn cho cái màu đỏ 2023 trở về trước. Riêng cái mẫu 2024 này chỉ cần cộng thêm 1 triệu thôi là chúng ta sẽ ra mẫu 2024 với dàn chân đen. Đây, phuộc đen. Cái vành nó đen thì bình thường rồi ha. Nhưng mà lốc mái đen nè, phuộc đen nè. Bọc sơn và gấp sao đen nè, có điều là đen bóng thôi. Và phuộc trên này là đen mờ. Tay nắm này là đen luôn. Và một vài thông số của xe. Kích thước dài rộng cao lần lượt là 1931, 711 và 1083 mm. Về tổng thể xe nó chẳng khác gì so với mẫu cũ nha các bạn, nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu nó lại khác, cái đó mình sẽ nói sau ha. Trọng lượng là 104 kg, 104 kg, khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1258 mm, tức là từ trục bánh trước kéo dài đến trục bánh sau nè các bạn ha. Chiều cao yên xe là 756 mm và dưới cái yên đó là một cái cốp rộng 17 lít, có thể để vừa hai nón bảo hiểm nửa đầu hoặc là một cái nón 3/4. Bình xăng là 4,6 lít. Vỏ trước 70-90, vỏ sau là 80-90. Phanh 17 inch và vỏ này là vỏ có ruột. Phía trước chúng ta sẽ có thắng đĩa, kẹp phanh là một bê tông Nissin. Thắng ở sau là thắng đùm hay còn gọi là phanh thắng trống ha. Rồi, động cơ là 125cc cho công suất là 9,1 mã lực tại 7.500 vòng trên 1 phút. Có động cơ bây giờ sơn đen mờ, mà nước sơn này đẹp lắm các bạn. Nhìn nè, đẹp ha. Rồi, và cái mô men xoắn là 10,2 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Và cái bô này rất là đẹp. Tiêu chuẩn khí thải là Euro 3 nha. Mức tiêu thụ nhiên liệu là cái điều mình nói lúc nãy, 1,54 lít là mẫu cũ, thì mẫu mới bây giờ chỉ còn 1,47 lít thôi, tiết kiệm hơn. Một lít xăng á, mẫu cũ là 65 cây số thì mẫu mới này sẽ là 68 cây số. Và mẫu mới này chúng ta sẽ có màu đỏ nó đẹp quá trời nè. Và cái màu đen. Màu đen bây giờ xuất hiện ở phần mặt nạ nữa các bạn. Mặt nạ đen ha. Mặt nạ đen. Hôm nào có dịp mình sẽ lấy cái màu đỏ cũ ra so sánh mới được. Màu đỏ mới này mình thấy đẹp quá nè. Logo cánh chim Honda được đặt ở bên này. Một bên. Bên này. Hai bên. Ha, như mẫu cũ thôi. Mình có video so sánh chi tiết mẫu 23 và 24 rồi nha. Các bạn nào có muốn xem lại thì mời các bạn vào kênh Khải Phạm ha. Giá xe mình thông báo cho các bạn là mang tính chất thời điểm nha các bạn. Có điều là mình sẽ cam kết chính xác cho các bạn. Đây, hai yếm hai bên bây giờ cũng là màu đen luôn. Và dàn chân đen, phuộc sao đen. Đây là cụm đèn hậu nè các bạn. Thắng đùm phía sau ha. Mâm. Đây, cái bô cũng rất là đẹp. Gắt chân sau. Và tem Future. BGM FI nha các bạn. Rồi. Tiến về cụm đồng hồ như cũ thôi. Cốt pha, còi, xi nhan. Và cụm đồng hồ đã quen thuộc với các bạn rồi. Chúng ta sẽ có báo N1234, báo rẽ hai bên, báo pha luôn, báo tốc độ, báo ô đô trên này. Đây là nút D nè các bạn. Tay phanh để màu nhôm luôn ha. Các bạn nhìn kỹ màu đỏ nè. Màu đỏ bên ngoài màn hình
để mình kiếm nha, góc này không được, dưới này, à đây nè, tương đối giống nè các bạn, màu đỏ này, đây tương đối giống nè, màu đỏ này mình thấy nó đỏ sâu hơn là đỏ cũ, kiểu như là nó hơi hơi giống đỏ candy với các bạn, đẹp quá. Cụm đèn xi nhan chúng ta sẽ là bóng đèn halogen như bản cũ nha. Đây là miếng mạng chrome nè, sáng loáng ở chỗ này. Mặt nạ đen và logo Honda. Đây là tem nổi nha. Và đây là cụm đèn mũi, đèn LED. Và đây là khối động cơ mình vừa nhắc với các bạn, 125cc, 4 số, phun xăng điện tử FI. Bây giờ mình sẽ soi kỹ cái phần nước sơn lốc cho các bạn xem nè. Nước sơn lốc bây giờ rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn nhìn nè ha. Mở đèn luôn ha. Đánh kìm ha. Rồi. Đẹp hay các bạn. Giò đạp nè, gam đen. Gam luôn ha. Rồi màu sơn đẹp quá các bạn. Yên đen. Đây, và các bạn xem lại từ xa lần nữa ha. Trọn vẹn cái xe. Đây là phiên bản màu đỏ đen, bản 2024, nguyên bản, cụm chìa khóa. Bây giờ mình sẽ mở yên cho các bạn xem ha. Đó, như cũ thôi, chẳng có gì khác nhau. Và mình nói lúc nãy bình xăng là 4,6 lít được đặt ở dưới cái yên. Đó, cái ống Evabo dẫn hơi xăng đã mất tiêu rồi nha các bạn. Đây, cốp siêu to khổng lồ, 17 lít. Đối với một chiếc xe số mà cốp như thế này là đỉnh rồi. Và đã loại bỏ đi cái bộ đồ nghề ở đây rồi ha. Trong video so sánh mình có nói rất rõ rồi. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Với phí ship là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A. Từ Sóc Trăng này đi tới thành phố Hồ Chí Minh. Sóc Trăng về tới Cà Mau là miễn phí nha. Và ship tới Hà Nội luôn cũng chỉ có 500 ngàn. Mình nhấn mạnh là tuyến quốc lộ 1A nha. Nếu muốn ship tận nhà thì bên mình vẫn làm được. Sau này bên mình sẽ có những buổi live stream cho các bạn. Live stream bán hàng trực tuyến luôn. Vào những ngày thứ bảy và tối thứ bảy hàng tuần. Lúc 7 giờ đó các bạn. Bọc sơn sơn đen bóng. Giá như mà nó sơn đen mờ luôn đó các bạn. Ha. Hoặc là ngược lại thì lốc máy sơn đen bóng, nhìn nó đã hơn. Tức là nó liền với nhau á. Tự nhiên bây giờ phục trước, phục này đang mờ, lốc đang mờ mà cái chỗ này đen bóng. Mà đen bóng nhìn đẹp chứ bộ. Bởi vì mình muốn sơn cái lốc này nè, đen bóng luôn thì nó đã hơn. Rồi cần số nè. Cần số này gam cũng đẹp các bạn ha. Các bạn cứ vui lòng mình liên hệ ngay với nhân viên nha, để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn. Về ship xe, về trả góp. Và đặc biệt là hiện tại các bạn mua xe này, mình sẽ được quay số trúng thưởng. Và một giải đặc biệt á, là 100 xe H350. Và giải nhất là 1.000 xe Honda Vision. Giải nhì là 2.000 xe Alpha. Chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 nha các bạn. Rồi, mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Xin chào các bạn.